định kim cương dụ, định của bậc thánh, bậc chánh đẳng, vân vân được an trụ hoàn toàn. Đại Bồ Tát này an trụ tịnh lự Ba La Mật Đa, tu 37 pháp phần Bồ Đề, nhập vào trí đạo tướng đều được viên mãn, dùng trí đạo tướng tóm thâu tất cả tam ma địa, rồi tuần tự tu hành vượt lên địa vị trì quán, cho đến tu hành độc giác rồi mới chứng nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Đã nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, tu học các địa được viên mãn Phật địa. Đại Bồ Tát này dù tuần tự tu vượt qua các địa cho đến chưa chứng đắc trí nhất thiết trí, nhưng trong giai đoạn ấy không chấp lấy quả tu chứng. Đại Bồ Tát này nhập vào tịnh lự Ba La Mật Đa, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, trồng nhiều căn lành với chư Phật, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Từ thế giới này đến thế giới kia làm lợi ích an vui cho hữu tình, thân tâm không biết mỏi mệt. Đại Bồ Tát thực hành bố thí cho đến bát nhã Ba La Mật Đa, giáo hóa hữu tình, hoặc dùng giới uẩn cho đến giải thoát trí kiến uẩn, để độ thoát các hữu tình, hoặc dạy cho họ chứng được quả dự lưu, nói rộng cho đến dạy cho họ chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Tùy theo thế lực, căn lành của loài hữu tình làm cho pháp lành tăng trưởng, dùng các thứ phương tiện làm cho họ an trụ. Đại Bồ Tát này nhập vào tịnh lự Ba La Mật Đa, phát sanh tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, chứng đắc bốn sự hiểu biết thông suốt thủ thắng, chứng đắc dị thục thần thông thủ thắng. Đại Bồ Tát này thành tựu dị thục thần thông thủ thắng, quyết định chẳng thọ bào thai trở lại, quyết định chẳng hưởng thú vui dâm dục, quyết định chẳng lệ thuộc chiếc xe thọ sanh, quyết định không bị lỗi thọ sanh làm ô nhiễm. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này khéo thấy biết tất cả pháp hoàn toàn đều như huyễn hóa. Tuy Đại Bồ Tát biết các hành đều như huyễn hóa, nhưng nương vào bi nguyện lớn lợi ích an vui cho loài hữu tình. Tuy nương vào bi nguyện lợi ích an vui cho loài hữu tình, mà vẫn hiểu hữu tình và sự hoạt động của chúng đều bất khả đắc. Tuy hiểu hữu tình và sự hoạt động của chúng đều bất khả đắc, nhưng vẫn giáo hóa tất cả hữu tình, làm cho chúng an trụ trong pháp bất khả đắc. Đây là nương nơi thế tục đế, chẳng phải nương nơi thắng nghĩa đế. Đại Bồ Tát này nhập vào tịnh lự Ba La Mật Đa, tu hành tất cả tịnh lự giải thoát, đẳng trì, đẳng trí, cho đến viên mãn quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thường không xa lìa việc tu tịnh lự Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát này hành phương tiện trí đạo tướng, phát sanh trí nhất thiết tướng, an trụ trong ấy, đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tập khí phiền não, làm lợi mình lợi người, có thể làm ruộng phước cho tất cả thế gian, trời người, Atula, vân vân, đáng thọ nhận sự cúng dường cung kính của thế gian. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành bát nhã Ba La Mật Đa sâu xa, do sức tâm vô lậu xa lìa các tướng, nên ở trong tất cả pháp vô tướng, vô đắc, vô tác, viên mãn tịnh lự Ba La Mật Đa và có thể viên mãn các pháp lành khác. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên đem tâm ly tướng vô lậu mà tu bát nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát này hoàn toàn không thấy một pháp nhỏ nào thật có, nghĩa là không thấy có sắc thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến các pháp hữu lậu và vô lậu đều hoàn toàn không thật có, cũng lại không thấy các pháp như vậy có sanh có diệt, có tăng ích có tồn giảm, có chứa nhóm có phân bi, như thật quán sắc thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến các pháp hữu lậu và vô lậu đều là hư dối, đều không bền chắc, đều không có tự tánh.